siết chặt quy định cá nhân vận động quyên góp từ thiện, thời hạn nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bắt buộc đổi thẻ từ ATM sang thẻ gắn chip. Công chức không còn phải học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số vàng. Đây là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021. Nghị định 93 của chính phủ quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự có thể vận động và sử dụng quyên góp từ thiện nhưng phải thông báo với chính quyền và công khai mục đích, phạm vi, phương thức hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận đối với tiền, địa điểm tiếp nhận đối với hiện vật và thời gian phân phối trên phương tiện thông tin truyền thông. Phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động, đồng thời phải có biên nhận các khoản quyên góp nếu có yêu cầu, không được phép nhận thêm tiền ủng hộ sau khi kết thúc đợt vận động. Ngày 20 tháng 12 năm 2021 là hạn chót phải nộp hồ sơ để được nhận tiền hỗ trợ đối với người lao động đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hoặc người đang tham gia nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ ở thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ngày 31 tháng 12 năm 2021 là hạn cuối để chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, người dân đi làm căn cước công dân sẽ được giảm 50% lệ phí công chức chính thức không phải đi học bồi dưỡng ngoại ngữ tin học như trước đây, mà chỉ học bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Các loại xe dịch vụ phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, thay vì nền màu trắng như trước đây. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% thẻ ATM đang hoạt động tại Việt Nam phải là dạng thẻ chip thay thế cho loại thẻ từ trước đây.